Tuần cũ đã đi qua, tuần mới lại tới. Tuần thi đấu thứ 3 của LCK kết thúc với khá nhiều điều bất ngờ khi C1 bị ngắt chuỗi bởi Quảng Đông Freaks. Hyperion của ngài Morgan vĩ đại lại tiếp tục chuỗi thất bại của mình. Vậy ở tuần 4 này, liệu sẽ có những điều thú vị gì diễn ra? Hãy cùng Hoàng Sama đưa ra nhận định và dự đoán siêu chuẩn ở tuần thi đấu sắp tới nhé. Trước khi bắt đầu nội dung chính thì đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ cho Hoàng Sama đấy. Còn giờ thì bắt đầu thôi nào. Thành tích thi đấu của cả Nông Sinh Bradford và KT Roster đang khá ngang bằng nhau với 2 thắng và 4 thua sau 6 trận đấu. Ở tuần trước, KT có một lịch thi đấu nhẹ hơn Nông Sinh khi ngoài Dabun Kia, họ chỉ phải gặp một Hawaii Sport yếu ớt hơn nên đã bỏ túi trận thắng thứ 2 cho mình. Còn với Nông Sinh Bradford, tuần thi đấu thứ 3 thật sự là cực khổ khi họ phải đối đầu với cả Dabun Kia và đặc biệt là Jaji Sport đang bất bại. Do đó việc thua trắng là điều rất dễ hiểu. Cả KT và Nông Sinh đều đang có những sự bất ổn nhất định bởi hai bên đều sở hữu một lineup không hề yếu nhưng lại chỉ đứng lần lượt thứ 6 và thứ 7 trên bảng xếp hạng. Đây là một trận đấu cân kèo cạnh tranh cho vị trí trong vòng playoff, nhưng Osama xin dự đoán một chiến thắng 2-1 dành cho Nông Sinh Bradford. Phong độ của hai đội đang có những sự chênh lệch rõ rệt khi KDF tuy không toàn thắng ở tuần 3 nhưng đã có một chiến thắng ấn tượng để shut down T24 và chỉ chịu khuất phục trước một Jazzy Sport đang quá mạnh ở thời điểm hiện tại. Còn với Frenbion, màn trình diễn của họ tính tới thời điểm này là rất tồi tàn khi toàn thua cả 6 trận kể từ đầu mùa. Mặc dù đứng tối cao Morgan đã cố gắng hết sức, nhưng những người đồng đội của ngài lại không đáp ứng được khát khao chiến thắng. Do là một fanboy của ngài Morgan và thần kiếm Short, nên mình mong rằng Brion sẽ có được chiến thắng, nhưng lý trí không thể không chọn KDF. Thôi thì cứ tạm tin idol thêm một lần nữa vậy. 2-1 cho Brion nha các bạn. Tình cảnh của cả hai bên đang rất trái ngược nhau khi Dawn Kia đã tìm lại được mạch thắng, còn Dragonix dường như sắp rơi vào chuỗi thua. Ở tuần trước, Nugri và đồng đội đã đè bẹp KT Roster và Nosy Bradford tương đối dễ dàng. Còn về Dragonix, họ lại thua bất ngờ trước Lissabok và bị dập 2-0 trắng bởi đương kim vô địch C1. Xét về nhân sự thì có lẽ Dragonix chỉ nhìn hơn phần nào đó ở khu vực đường dưới khi Dev và Barrow vẫn có màn trình diễn tạm ổn ở tuần 3. Còn lại bộ ba Nugri, Kenyan và Showmaker đang dần tìm lại chính mình và đặc biệt là Showmaker khi anh đã có thêm 200 điểm POG sau 2 trận đấu. Tuy nhiên, sau những gì đã thể hiện, mình không còn tin vào Đốc Đam và Kelly nữa. Dự đoán của mình sẽ là một chiến thắng 2-1 dành cho Dev cùng đồng đội. Lissabok đã có màn chuyển mình rất tích cực sau khi thi đấu ổn áp hơn khá nhiều so với họ ở mùa xuân. Họ toàn thắng tuần 3 khi ngắt chuỗi 4 của Dragonix và hạ gục dễ dàng một Brion đang có phong độ rất thấp. Còn đối với Hawaii Sport cũng nên dành cho họ những lời khen, bởi chí ít thì họ đã có trận thắng đầu tiên dành cho mình. Các thành viên bên phía của Lissabok đã có màn trình diễn rất sáng khi chỉ trừ hỗ trợ KL, 4 người còn lại từ Closer, Dove, Prince và đặc biệt là đầu tàu Croco đều có 100 điểm POG cho riêng mình ở các bàn thắng. Vậy nên, một chiến thắng dành cho Lissabok là điều khá dễ đoán. Đây chắc chắn là trận đấu mà tất cả người hâm mộ mong ngóng nhất tuần 4. Một trận đấu giữa hai đội mạnh nhất Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại và sẽ quyết định rất nhiều tới vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Xét về phong độ đương kim Á quân đang nhỉnh hơn khi họ chưa để thua bất cứ trận nào, còn C1 thì đã thất thủ một lần trước KDF. Tuy vậy, nhìn vào thích tích đối đầu giữa hai đội thì C1 lại có chút ưu thế khi từ mùa 2021 tới mùa xuân 2022, Genji chưa thắng được C1 trong một cặp BO3 hay BO5 nào. Nhìn vào tương quan đội hình giữa hai đội thì T1 nhỉnh hơn ở cánh trên với phong độ bay cao của Zeus và Honor ở tuần trước, nhưng cánh dưới rõ ràng Ruler Blehead lại hơn Gumayushi và Kirea về sự ổn định. Một kèo đấu rất cân bằng về thực lực, như vậy thì Hoàng Sama chỉ có thể dự đoán chắc kèo là 3 ván. Còn về đội thắng, anh em viewer để lại comment bên phía bên dưới cho mình biết nhé. KDF và KT sẽ phải cố gắng hết sức mình nếu muốn lọt vào top 6 LCK mùa này, bởi với lineup gồm toàn các tuyển thủ được đánh giá cao sẽ là một sự thất vọng lớn nếu như cả hai tạch vé playoff. KDF sẽ hiển nhiên sẽ được đánh giá cao hơn bởi mình tin rằng việc chấm dứt C1 sẽ mang lại sự hưng phấn cho họ để họ nỗ lực thi đấu hơn nữa. Còn với KT Roster, các player trong đội vẫn quá thiếu ổn định khi họ từng suýt thắng C1, vẫn còn trong chuỗi bất bại nhưng lại nhạt nhòa trên Dawn Kia và cũng chỉ thắng một Hawaii Sport đứng chót bảng. Do đó Hoàng Sama nghĩ đây sẽ là một chiến thắng 2-1 dành cho KDF dù thực lực hai bên gần như là bằng nhau. Nếu xét về tương quan thực lực giữa hai đội thi đấu thì đương nhiên là Nông Sinh Bradford sẽ là những người được đánh giá cao hơn với những Kana, BDD hay Goss. Nhưng ở thời điểm này, phong độ của Lissabok rõ ràng là tốt hơn hẳn với 4 chiến thắng tính tới thời điểm hiện tại. Tuy chúng ta nên thông cảm với Nông Sinh Bradford bởi ở tuần trước họ phải gặp hai ông lớn là Genji và DK, nhưng cũng không thể phủ nhận sự tiến bộ đáng khen ngợi của Lissabok. Họ đã ngắt mạch của Dragonix và không để bất điểm trước đội chiếu dưới là Hanwha. Nhìn vào thành tích đối đầu ở mùa xuân thì Nông Sinh nổi trội hơn với 2 chiến thắng, nhưng xét về màn trình diễn ở thời điểm hiện tại thì Osama lại nghĩ tới một chiến thắng dành cho Croco cùng những người bạn. Đây có lẽ là cuộc đối đầu không hề khó đoán khi xét về cả điểm rơi phong độ hay tương quan lực lượng.
Dabonkia rõ ràng trên cơ hơn rất nhiều so với Han Walai. Nếu như Han Walai còn Chovy hay Dev hay Moy Morgan vĩ đại thì may ra còn có cửa đỏ với Dabonkia. Một chiến thắng trước Han Walai Sport sẽ là điểm số cần thiết để cựu vương 2021 bám đuổi hai đại kình địch T1 và Gen Z. Nhưng liệu Han Walai có làm nên bất ngờ hay không thì mọi người hãy đón chờ trên kênh LCK tiếng Việt nhé. Một tuần thi đấu buồn hơn cả con chuồn chuồn của Dragon X khi hết gặp T1, Dabonkia rồi lại đến Gen Z Sport. Nếu như Dragon X có thể thắng được Dabonkia thì may ra họ mới có tia hy vọng để có thể nghĩ tới việc phá nhà chính hai lần trước Gen Z. Còn đối với Super Team, chúng ta không có nhiều điều để nói khi họ vẫn mạnh mẽ một cách ổn định như vậy với việc cả đội dần có được sự gắn kết chặt chẽ hơn sau mùa xuân. Chỉ trừ đường trên Kingen và ngài Doran có sự ngang bằng, các vị trí còn lại của Gen Z Sport đều được đánh giá cao hơn dòng xanh. Và nếu Gen Z chiến thắng trước T1 trước đó, có lẽ cửa thắng của Dragon X còn tối hơn cả tiền đồ của chị dậu các bạn nhé. Kết thúc tuần 4 của LCK mùa hè cũng sẽ là một trận đấu rất hút view khi nhà vua T1 đụng độ với Brion của ngài Morgan vĩ đại. Kèo đấu này dường như chẳng hề khó đoán khi ngay cả khi T1 chưa trở lại với mốt hủy diệt thì bên phía bên kia Brion lại đang có phong độ thấp không tưởng. Người hâm mộ át hẳn sẽ nhìn lên kèo đấu đường trên nhiều nhất khi máy dập Hy Lạp Zeus đối đầu với chúa tể Morgan. Ngoài ra, Hoàng Sama cũng mong chờ thấy cuộc gặp gỡ giữa Zeus và thần kiếm bất diệt Sword. Khi đó thì quá tuyệt vời rồi. Tuy đây là trận đấu của đội tuyển yêu thích với đội có idol của mình, nhưng Hoàng Sama không thể đoán gì khác ngoài trận thắng 2-0 dành cho nhà đương kim vô địch. Vòng thi đấu thứ tư của LCK mùa hè 2022 sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 7 tới. Các bạn hãy cùng đón chờ những trận đấu cực kỳ nảy lửa và hấp dẫn sắp tới, đặc biệt là kèo đấu siêu kinh điển giữa T1 và Gen Z trên kênh LCK tiếng Việt. Cuối cùng, mình chân thành cảm ơn các bạn đã xem hết video, cũng như mong anh em hãy để lại like, đăng ký kênh để ủng hộ Hoàng Sama nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.